Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên Đán, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đang bước vào cao điểm mùa khô. Đây là thời điểm dự báo cháy rừng cao, nhiều diện tích rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay chính quyền và các ngành chức năng, chủ rừng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy rừng. Cùng với các địa phương trong tỉnh, bước vào mùa khô năm nay, huyện Di Linh đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, ban lâm nghiệp các xã triển khai các giải pháp phòng chống cháy rừng. Ngoài khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tại các địa bàn có diện tích rừng trồng, rừng sản xuất lớn, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cao khi cháy rừng xảy ra. Các phương án ngăn chặn như đốt dọn thảm thực bì, làm đường băng cản lửa, tổ chức tuần tra canh gác được đơn vị và người dân thực hiện đồng bộ. Đặc biệt cái rừng trồng vào thời điểm mùa khô mà cao điểm thì rất là dễ bị cháy. Mà đặc biệt của cái thông mà nó cháy lên ngọn là nó sẽ bị chết. Từ chỗ đó cho nên là chúng ta phải tổ chức thực bì ngay từ mà giữa còn mưa còn nắng, hay làm như vậy là sau khi mùa cao điểm là nó mình đã đốt hết cái thực bì như này rồi thì nó không có còn cái vật liệu cháy nữa. Cái công tác phòng cháy, chống cháy rừng thì đối với doanh nghiệp chúng tôi là đã xong cái phần công tác phòng dọn thực bì và phòng chống cháy rừng. Tới thời điểm này, năm nào chúng tôi cũng làm quanh năm, cho nên vào tháng 10, tháng 11 là chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ trên diện tích 253 ha rừng. Lâm Đồng hiện có gần 600.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dụng chiếm trên 84.000 ha, rừng phòng hộ hơn 173.000 ha, rừng sản xuất trên 338.000 ha. Với địa bàn trải rộng, các vùng rừng lại nằm liên kề, xen kẽ cạnh khu dân cư sinh sống và nhiều vùng giáp ranh. Vì vậy, cùng với các lực lượng chuyên ngành, việc phát huy vai trò trách nhiệm của các hộ nhận khoán cùng với cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng được các đơn vị chủ rừng cùng với chính quyền địa phương phối hợp triển khai chặt chẽ. Ngay từ đầu mùa khô thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đưa những cái diện tích rừng trồng giai đoạn 1, giai đoạn 2 vào để mà xử lý vật liệu cháy. Trước đó thì chúng tôi tổ chức chăm sóc gắn với cái xử lý vật liệu cháy, thì cho đến giờ này thì chúng tôi đã xử lý những cái diện tích phòng chống cháy rừng là cơ bản là xong. Chúng tôi thì cũng đưa ra nhiều cái giải pháp, thì thực ra là cái công tác quản lý bảo vệ rừng là cái nòng cốt là cái lực lượng kiểm lâm rồi lực lượng chủ rừng, và có cái sự hướng dẫn rồi đôn đốc của cái lực lượng chủ rừng và hạt kiểm lâm thì cũng đã có những cái hướng dẫn cho bà con thường xuyên tuần tra, kiểm tra. Các cái biện pháp là tích cực huy động cái lực lượng của kiểm lâm, chủ rừng và các cái chính quyền cấp xã để vào cuộc, để phối hợp cùng với doanh nghiệp nhà nước thường xuyên kiểm tra phương án quản lý bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Năm 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại hơn 36 ha. Mặc dù số vụ giảm, tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đòi hỏi chính quyền, các ngành chức năng, chủ rừng cần chủ động triển khai các phương án để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng. Chi cục kiểm lâm tỉnh cho biết, theo cảnh báo của các cơ quan chuyên môn, một số vùng rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện đang ở cấp 5, cấp báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm, gồm huyện Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, các huyện Cát Tiên, Đà Tẻ, Đà Oai, Bảo Lâm báo cháy ở cấp 4, cấp nguy hiểm. Trước yêu cầu cấp thiết về đảm bảo phòng chống cháy rừng, hiện nay công tác tuần tra canh gác, đặc biệt là địa bàn được xem là điểm nóng, luôn có lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư thường trực 24/24 giờ. Năm nay thì đầu tư nhiều hơn cho cái các cái hạng mục đốt dọn vật liệu cháy, và đặc biệt là cái năm vừa rồi thì chúng tôi là cũng phục vụ cho cái bát tư văn hoa, nên là cái lực lượng tuần tra kiểm soát và đặc biệt là các cái đơn vị chủ rừng, các hạt kiểm lâm là hỗ trợ kể cả cái công trực ngoài giờ thứ bảy chủ nhật. Đặc biệt là những cái địa bàn trọng điểm đó thì là toàn bộ cái lực lượng tổ đội được huy động và đã được các trực tiếp là các hạt kiểm lâm ký hợp đồng và giám sát sử dụng cái lực lượng này để tuần tra kiểm tra và sẵn sàng là ứng cứu khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn. Hàng năm vào cao điểm của mùa khô, Lâm Đồng là một trong những địa phương được cảnh báo có mức độ cháy rừng xảy ra ở mức cao. Để đối phó với nắng nóng, thời tiết khô hành, chính quyền và các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng trong tỉnh tập trung cao độ, không lơ là chủ quan, triển khai các phương án khả thi nhất, đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy rừng.